Xuân Tú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và bây giờ là thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận vẫn được thực hiện có hiệu quả, kịp thời, nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết những vấn đề vướng mắc tại cơ sở, kịp thời thể chế hóa các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, đặc biệt là phục vụ đắc lực công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án công nghiệp, đô thị, giao thông. Toàn tỉnh duy trì và nhân rộng được 1.665 mô hình điển hình dân vận khéo. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, công tác dân vận tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại của người dân, phối hợp tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó phát huy vai trò của người dân trong tham gia phản biện xã hội, chú trọng hơn nữa trong xây dựng các mô hình dân vận khéo. Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ vừa tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023. Năm 2022, giá trị sản xuất hàng hóa tăng 10,2%, thu ngân sách đạt gần 700 tỷ đồng, tăng 358% kế hoạch. Thu 1 hectare đất nông nghiệp đạt được gần 205 triệu đồng. Xử lý các công trình vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đối với 6 xã và 7 thôn. Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính theo hướng chính phủ điện tử. Nhiệm vụ năm 2023, tăng cường quản lý đất đai, môi trường, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, tiếp tục cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay lên mức 7,5% từ mức 6,5%. Ngoài chỉ số GDP, tổ chức này cũng điều chỉnh mức dự báo lạm phát xuống còn 3,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với đánh giá hồi tháng 9. Tuy nhiên, ADB cũng lưu ý nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt trong bối cảnh toàn cầu có nhiều bất ổn, nhưng rủi ro với triển vọng kinh tế ngày càng gia tăng. Trong đó đáng chú ý là các dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm. Vì vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm sau được điều chỉnh xuống 6,3% do các đối tác thương mại lớn suy yếu. World Bank trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô phát hành cùng ngày cũng cho rằng cần lưu ý đến việc xuất khẩu của Việt Nam đang chững lại. Sáng nay diễn ra hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2021 và phổ biến đối thoại chính sách thuế năm 2022. Hội nghị đã tuyên dương 108 tổ chức cá nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2021 với nhiều hình thức khen thưởng như bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Trong đó có nhiều doanh nghiệp có số nộp thuế lớn như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Phụ tùng Ô tô Xe máy Việt Nam, chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lisin Việt Nam tại Hưng Yên, chi nhánh Hưng Yên Công ty Cổ phần Daikin Ari Conditioning, Công ty Cổ phần Thuận Đức, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược Hanvet, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trafaco Hưng Yên. Vừa qua, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Ân Thi chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp số 3 qua địa bàn xã Xuân Trúc. Khu công nghiệp số 3 rộng gần 160 ha, diện tích phải thu hồi hơn 105 ha của 634 hộ gia đình và 63 ngôi mộ phải di rời. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, huyện Ân Thi đã chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 181 hộ dân của thôn Cù Tu với số tiền trên 65 tỷ đồng. Việc triển khai chi trả tiền đền bù cho nhân dân được diễn ra nhanh chóng, kịp thời, công khai, giúp người dân hiểu được các chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của luật, cũng như việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Ngày 20 tháng 12, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thực hiện thả 14 loài động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. 14 loài động vật rừng quý hiếm được thả về rừng có 83 cá thể, gồm tê tê Java, niệc mỏ vằn, loài cực kỳ quý hiếm, rùa núi đất lớn, rùa núi vàng. Đây đều là những loài động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 được quy định bảo vệ từ nhóm 2B trở lên theo Nghị định số 84 năm 2021 của Chính phủ.
Số động vật rừng được tái thả có nguồn gốc từ người dân đã chủ động trao trả, giao nộp cho đơn vị chức năng để thực hiện các giải pháp cứu hộ, huấn luyện bản năng hoang dã trước khi về với môi trường tự nhiên. Cơ quan công an và nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về lừa đảo trong tuyển sinh và thu học phí qua tài khoản cá nhân. Các đối tượng giả danh là nhân viên phòng tài vụ đề nghị đóng các khoản tiền bằng cách chuyển tiền trực tiếp đến số tài khoản cá nhân được yêu cầu. Các trường lưu ý sinh viên không đóng học phí với bên thứ ba, đồng thời khẳng định nhân viên ngân hàng, cán bộ, nhân viên của trường không chủ động liên hệ với sinh viên để hỗ trợ đóng học phí, đồng thời khẳng định không thu học phí qua bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Thí sinh đăng ký xét tuyển và người học chỉ nộp học phí, phí xét tuyển qua cổng thanh toán trực tuyến. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn thể thao tỉnh Hưng Yên vừa giành thêm được một huy chương vàng môn ủ xu của vận động viên Mai Mỹ Trinh. Là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Hưng Yên tại đại hội lần này, vận động viên ủ xu Mai Mỹ Trinh đã xuất sắc đánh bại đối thủ để giành huy chương vàng nội dung đối kháng nữ 75kg. Như vậy, tính đến ngày thi đấu chính thức thứ 11 của Đại hội Thể thao Toàn quốc, đoàn thể thao Hưng Yên đã giành được tổng số 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, qua đó hoàn thành mục tiêu đề ra trước đại hội. Hạ viện Mỹ đã công bố các kết luận điều tra khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump. Các bằng chứng đầy đủ cho thấy ông đã vi phạm các đạo luật khác nhau như xúi dục, hỗ trợ và kích động bạo loạn, cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực, âm mưu lừa gạt, đưa ra tuyên bố sai sự thật và các đạo luật khác. Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19, dẫn tới số ca mắc tăng mạnh, nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế xã hội, nhiều tỉnh, thành ở nước này đã quyết định cho phép những người mắc bệnh không có triệu chứng, thậm chí có triệu chứng nhẹ, được phép đi làm. Thiết Giang và Trùng Khánh là những tỉnh thành đầu tiên đưa ra thông báo này. Theo đó, các trường hợp không triệu chứng, không cần lấy mẫu xét nghiệm, cũng không cần dùng thuốc, nhưng phải làm tốt công tác phòng hộ cá nhân, căn cứ vào thể trạng và nhu cầu công việc. Tiếp đó, thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy cũng ra thông báo tương tự. Trước đó, hàng loạt các bệnh viện trên cả nước Trung Quốc đã kêu gọi nhân viên y tế tiếp tục làm việc nếu mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng do thiếu hụt nhân lực trầm trọng và áp lực chống dịch gia tăng nhanh chóng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán giả cùng đến với lễ hội Đèn Lồng Seoul 2022 với chủ đề Ánh sáng của tỉnh bạn, vừa chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 tới. Đến với lễ hội, du khách có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng nghệ thuật bên cạnh những cây thông Noel làm bằng giấy truyền thống của Hàn Quốc, cùng với đó tỏa sáng rực rỡ. Trong thời gian lễ hội, ban tổ chức còn bố trí một khu chợ với khoảng 50 gian hàng bán các đồ thủ công mỹ nghệ liên quan đến Giáng sinh và thực phẩm mùa đông để phục vụ khách tham quan. Ngoài ra còn có chương trình truyền thông trình chiếu hình ảnh trên các bức tường lớn bên ngoài các tòa nhà xung quanh. Không khí ngày lễ Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Hàng trăm trẻ em sống tại các cộng đồng nghèo ven sông Amazon ở Brazil cũng đang cảm nhận được niềm vui trong dịp này nhờ những món quà từ ông già Noel trên những chiếc thuyền máy. Tại trung tâm vùng Amazon của Brazil, một chiếc xe trượt tuyết sẽ chẳng có ích gì cho ông già Noel. Thay vào đó, ông ngồi trên chiếc thuyền chạy trên sông, vui mừng vẫy chào những đứa em nhỏ đang háo hức chờ đợi ông ở bên bờ sông. Dù phải mặc bộ đồ áo cồng kềnh giữa vùng rừng Amazon và mất khá nhiều thời gian để di chuyển đến những khu vực xa xôi, song ông nhận được phần thưởng rất lớn. Đó là những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của những đứa trẻ. Khoảnh khắc đó dù ngắn ngủi nhưng ít nhất có thể giúp các em quên đi cuộc sống thực tế khắc nghiệt ở một nơi nghèo khó. Bản tin 18:30 ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.